Hiệp sĩ Nguyễn xin lên tiếng về sư thầy Thích Chân Quang, kêu gọi cúng dường luôn mảnh đất, đi kiếm nơi nào đó dựng cái chòi ở bình thường thôi, thì về sau con cái làm ăn giàu có. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video nhắc đến chuyện cúng dường của các nhà sư tại Việt Nam. Đa phần những đoạn video này đều nhận về hàng loạt chỉ trích từ người dùng mạng xã hội, vì họ cho rằng các nhà sư Việt Nam đang lợi dụng lòng tốt của mọi người, tuyên truyền những điều không có thật, rằng cúng dường cho chùa sẽ được phước báo, giàu sang, ngày sau nhân quả tốt sẽ đến với mình. Cụ thể như mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video của thầy Chân Quang. Trong đó thầy Chân Quang có nói rằng, những ngôi nhà hay những mảnh đất ở gần chùa nên cúng dường cho chùa, làm như vậy thì con cháu sau này sẽ giàu có làm ăn phát đạt, phất lên, còn những ai có đất hiến cho chùa mà tìm cách cản trở thì sau này, con cháu làm ăn ngóc đầu lên không nổi. Cụ thể trong buổi thuyết pháp của mình, sư thầy Chân Quang nói, chùa là cái nơi tâm linh thiêng liêng, mà đất mình có cái cơ hội để cúng cho chùa thì phước rất là lớn, đừng có bày đặt mà đòi tiền cho cao. Ví dụ như mình mà có cái nhà mà tự nhiên sát bên chùa, qua chùa thấy chật chội quá, Phật tử tới chùa mà chật quá, thì nói thẳng một câu, mình là người mà có tâm đạo, cúng luôn cả cái nhà mình cho chùa luôn, dọn đi chỗ khác ở, cứ ở một cái chòi nào đó, ở bình thường thôi, cúng hết phần đất, rồi sau này sẽ coi con cháu mình nó giàu, dám hiến một cái đất bên mình cho chùa, để mở rộng chùa cho người ta tu tập. Sau này mà mình sống mình coi con cháu mình nó thành công, phước nó đến rất là lớn. Còn những người nào mà đất hiến cho chùa, lo cho chùa, mà tìm cách cản trở, sau này con cháu ngóc đầu lên không nổi, nhớ như vậy. Thưa quý vị và các bạn, đó là những chia sẻ của thầy Thích Chân Quang. Bên dưới đoạn video, có rất nhiều bình luận phản đối phát biểu của sư thầy. Mình phải làm như thầy chỉ bảo duy trì đến ba đời. Đời mình con mình cháu nội mình, thì lúc đó mình mới được ngồi trên cao, rung đùi nhìn xuống và hưởng thụ, không cần làm gì cũng vẫn có ăn. Phật pháp qua miệng thầy thành kênh đầu tư luôn. Giết rồi thầy tu chùa chiền thoái hóa quá, mất hết lòng tin luôn. Thôi thì không đi chùa, mà thờ Phật tại gia cho tâm nó tịnh. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, sau những video mà người xem cho rằng nhắc khéo chuyện cúng dường của các sư thầy thuyết pháp, thì mới đây hiệp sĩ Nguyễn Xin đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Nguyễn Xin viết, tranh thủ cúng dường cho khầy Chân Quang để còn có phước, con cháu sau này giàu có. Cứ hiến hết cho khầy, chịu khó thành người vô gia cư, 5 đến 70 năm đợi phước đến rồi hưởng, chứ có gì đâu mà kêu ca. Khầy xin có miếng đất, cái nhà mà chúng sinh làm như khầy xin 2 lít gạo, hay chai nước tương dị than thở gớm. Vong ở bên Tây còn xin visa về gặp khầy, cùi đuôi hay ung thư miệng gì đó, là thầy nhìn phát biết kiếp trước làm nghề gì luôn, đừng có mà giỡn mặt với khầy. Thầy giáo là do kiếp trước đốt sách, phụ hồ là do kiếp trước phá nhà người ta, mấy đứa đi du lịch mà không lo cúng dường là tổn phước, mốt bị bại liệt, còn đứa nào nằm võng đó he, ta nói sau này tổn phước, nhậu vô ói chết lên chết xuống cho mà coi. Thiệt, còn đứa nào mà lên tiếng phản biện thầy ấy nha, sẽ có một đội quân hùng hậu vào inbox đòi quan hệ với phụ mẫu của nó liền. Còn không thì khầy sẽ kết tội luôn cho thằng đấy là các tổ chức phản động, chống phá và hãm hại thầy. Thật tâm mà nói, giờ chưa chắc gì Trung ương Giáo hội có thể ngăn được khầy Quang. Mà không ngăn thì uy tín của giáo hội càng ngày càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giờ dân chúng bà con ai ai cũng phản ứng dữ dội, mà sao thấy cơ quan chủ quản của khầy Quang hổng có ý kiến gì hết. Chẳng lẽ khầy Quang đúng, chúng ta sai, dối não thiệt chớ. Cuộc sống anh Bảy khó khăn quá, giờ còn mỗi cái nhà, nhưng lần này nhất định anh Bảy phải nghe theo lời pháp thoại của thầy Chân Quang, mang nhà đi cúng cho chùa, để ngồi đó rung đùi nhìn đời con anh Bảy giàu sang phú quý. Sau khi đời con anh Bảy giàu xong, anh Bảy sẽ kêu nó bán hết tài sản, gom luôn bàn thờ, quần áo cha mẹ để bán hóa giá, xong tất cả vào trong chùa chỗ thầy Quang. Rồi anh Bảy với mấy đứa con anh Bảy ngồi rung đùi, chờ đời cháu chắt chút chít của anh Bảy sẽ trở thành giới siêu siêu giàu. Chẳng mấy chốc, áp dụng bài toán này, tài sản của gia tộc anh Bảy sẽ vượt mặt vốn hóa của Eximbank, của bà Lan Vạn Thịnh Phát. Càng nghe thầy Quang giảng dạy càng ngày anh Bảy càng thấm, điển hình là đêm qua, lúc mơ màng ngủ, anh Bảy thấy một cô gái tầm 20 tuổi hiện ra, hỏi anh Bảy rằng, anh có cốt tu, thế anh có tu không, có muốn theo đạo không? Anh Bảy gật đầu lia lịa rồi nói tu phải đạo, tu phải đạo. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, đó là nguyên văn những chia sẻ của hiệp sĩ Nguyễn Xin. Bên dưới bài viết của Nguyễn Xin có rất nhiều bình luận trái chiều nhau. Đừng hiểu sai ý nghĩa của thầy nói mà sanh lòng phỉ báng, mà tổn phước của mình em trai. Mượn tôn giáo để dắt mũi dân, cũng đến triệu với những người u mê nghe tay thầy giảng pháp. Lớn rồi, biết suy nghĩ, ai nói đúng đạo, điều hay lẽ phải, gần gũi thật tế liên hệ với bản thân thì nghe. Còn mê tín dị đoan thì xin phép không nghe. Mắc cười ở chỗ có một số thành phần đi công kích những vị chân tu,
chỉ vì họ có quan điểm chính trị khác, đi lăng xê những kẻ buôn thần bán thánh. Sau đó quy chụp cho những người biết nghe, biết suy nghĩ là thành phần phản động, thành phần ủng hộ những kẻ chống lại quê hương mình. Chính trị và tôn giáo là hai vấn đề khác nhau. Chúng ta nghe điều hay lẽ phải để từ đó sống tốt hơn, chứ không phải nghe điều hay lẽ phải rồi ngu muội, nghe luôn những điều sằng bậy của những vị đó. Tất cả đều có chọn lọc. Bữa tôi nghe khầy tôi nói về nhân quả báo ứng, tôi cũng thấy ngộ ngộ, thì tôi bị đệ tử của khầy chữ quá trời. Nào là tôi phận phàm phu tục tử không hiểu, rồi còn bảo người ta vì tiền mà cắt ghép khầy của họ. Tôi mới nói, vậy theo nhân quả báo ứng, khầy kiếp trước làm gì để kiếp này, khầy bị lấy ra ghép như vậy. Cuối cùng tụi nó chữ tôi dữ hơn nữa, biết vậy tôi đi hỏi khầy tôi thì đâu có bị chửi. Đến chịu, tôi xe bài xong, cái được một đứa bạn chí cốt vô dạy cho bài học liền. Kêu tôi nghiệp, sân si, rồi ma vương quỷ ma chi đó phạt bắt đi. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, hiện không chỉ video của sư thầy Trân Quang nói về chuyện cúng dường bị cộng đồng chỉ trích, mà tất cả các video clip của các sư thầy khác nói về chuyện kiếm tiền từ lòng lương thiện của bà con cũng nhận về vô số ý kiến trái chiều. Theo như trang web có tên tiểu sư.vn viết, Thầy Thích Trân Quang hay Thượng tọa Thích Trân Quang hiện là trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, một ngôi chùa tọa lạc tại thung lũng núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngài cũng đang giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang. Thượng tọa Thích Trân Quang sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước và gia thế khủng của Thầy Thích Trân Quang. Cũng là điều mà mọi người rất lưu tâm đến, nhưng ngay từ nhỏ đã có duyên với Đạo Phật. Vì vậy từ khi còn là một thiếu niên, cho đến khi biết Phật Pháp, ông đã phát nguyện xuất gia. Nhân duyên hội tụ, ông xuất gia và theo học với Sư Thầy Thích Thanh Từ tại Thiền Viện Thường Chiếu từ năm 1980. Sau đó Sư Thầy Thích Trân Quang bén duyên với Thượng tọa Thích Huệ Hùng, trụ trì tu viện Huệ Quang thành phố Hồ Chí Minh, nhận làm đệ tử và trực tiếp truyền dạy. Năm 1984, nhờ sự chỉ dạy của chư vị hòa thượng dạy dỗ, cùng với sự nỗ lực của bản thân, Thầy Thích Trân Quang chính thức được thọ giới tỳ kheo. Sau này nhờ duyên lành, ông còn được sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, trụ trì Tổ đình Thiên Đức Bình Định. Không phụ công việc hoằng pháp lợi sinh, Thầy Thích Trân Quang vẫn tiếp tục phụng sự đạo Pháp. Nhờ đó đến năm 2007, Ngài chính thức được tấn phong Thượng tọa. Được biết sau 12 năm tu học và cống hiến cho xã hội, năm 1992, Thượng tọa Thích Trân Quang đã xây dựng nên Thiền Tôn Phật Quang. Ban đầu nơi đây là một thung lũng hẻo lánh và hoang sơ, nằm trong lòng núi Định Thành. Sau khi Thiền Tôn Phật Quang được xây dựng, ngôi chùa này đã trở thành nơi tu hành, nương tựa của hàng ngàn Phật tử trên cả nước khi biết đến và trở về. Bên cạnh đó, Thiền Tôn Phật Quang còn là nơi tổ chức nhiều khóa tu hàng tuần, hàng tháng cho các Phật tử trên cả nước. Đây cũng là ngôi chùa đầu tiên tổ chức nhiều khóa tu mùa hè cho học sinh. Hoạt động thường niên này nhằm xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, giúp các em vững vàng hơn trên con đường trưởng thành, vốn sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại.